Học nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức. Càng ngẫm nghĩ càng thấy quá đúng. Ấn Tổ nghe nói rằng là nếu như ban đầu học Phật mà không học nhân quả thì về sau vị có hiểu nhiều cỡ nào cũng sai. Vì khi đã không tin nhân quả rồi thì con người mình tha hồ tạo nghiệp. Càng biết nhiều thì càng phù phiếm. Nên Ấn Tổ người nói học nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức. Nếu cái người này hoàn toàn tin sâu nhân quả thì con người này tự bản thân họ sẽ khuôn họ, không cần ai khuôn họ chứ. Tại vì họ tin sâu nhân quả rồi thì họ gieo nhân sao họ gặt quả gì. Nên họ làm nhiều việc cỡ nào thì không cần ai biết đến. Tại vì sao? Phật Bồ Tát biết. Tất cả những gì mình làm Phật Bồ Tát đều biết. Nhân quả rõ ràng. Nên có một câu nói nè: lưới giờ tuy thưa mà khó lọt, nhân quả công bằng. Thì thấy một con người có khi quý vị biết là họ trốn người ta, họ giết người. Nhưng lạ thay, khi họ giết người rồi xong cái tự nhiên chính miệng họ nói ra họ giết người. Cái tòa án lương tâm nó làm sao họ kinh khủng lắm. Nó còn đáng sợ hơn là mình mà bị tra tấn đánh đập. Chưa ai tra tấn đánh đập mình mà nó còn đáng sợ hơn. Cái sự mà quán thù nó đeo đuổi theo, nó làm cho tòa án lương tâm mình ghê lắm. Rồi chính miệng mình phải nói ra. Rồi khiến mình phải nhậu nhẹt hay cái gì đó ngồi nói ra. Người ta điều tra, người ta bắt. Nó có những cái vụ án nó gì đáng sợ chưa. Nên bản thân mỗi người chúng ta học Phật là cái quan trọng, tin sâu nhân quả. Thật sự mà nói mình phùng mang với người ta phùng mang với mình. Mình chăm chích người ta chăm chích mình là chắc chắn luôn, không nói dòng gió gì. Đời này chúng ta bị chăm chích là do mình chăm chích người ta. Đó. Nên có những người chúng ta quý vị, mình ưa bị cái bệnh này nè. Cái bệnh là bản thân mình nghĩ rằng là mình làm sai nhưng mà mình lớn quá. Nên mình thường thường bảo vệ cái điều làm sai của mình. Là mình đều nói cái điều làm sai của mình là tốt. Mình bị cái bệnh này nè. Ví dụ như mình làm một cái việc gì đó, ví dụ như một người này cả cuộc đời họ thủ dâm. Thủ dâm đâu có tốt đâu. Nhưng mà chỉ cần ai giảng đến thủ dâm thì họ nói tầm bậy tầm bạ không. Thấy chưa? Đó là bảo vệ cái làm sai của mình. Cái việc làm đó là sao đúng được quý vị? Đâu có đúng đâu. Nhưng mà người ta nhắc nhở trẻ em đừng làm việc đó. Mà bản thân của họ lớn, họ làm việc đó nhiều năm, thì bản thân của họ lại bảo vệ cái điều đó của họ. Chỉ biết bảo vệ điều đó của họ mà họ không biết rằng cái tác hại của việc đó. Để nghĩ cho mọi người, tâm này là tâm cực kỳ ác. Tâm này rất là ác quý vị. Có ông cha này, ổng chích xì ke nhiều năm. Ông kêu thằng con ông đến, ông nói nè: con coi cha nè, chích xì ke nè. Chích một phát thì ông hiện cái tướng kỳ cục. Rồi xong ông mới nói thằng con: con thấy chưa, cha dính vô cha bước ra không được. Con nhớ kỹ nghe, con đường này tuyệt đối không được đi theo cha. Không được đi theo. Sau này hai người con ông không có chích xì ke. Nếu như con của ông á mà nó không thấy cảnh đó, hoặc là ông giấu con ông, thì con ông sẽ đi tìm hiểu. Tại vì nghĩ đó là cha mẹ mình mà làm việc đó chắc là phải cái gì đặc biệt lắm mới đeo theo hoài mà không bỏ được. Nhưng mà ông lại có cách dạy đặc biệt, đó là ông chích xì ke trước mặt con ông cho con ông thấy. Xong ông nói với con ông rằng: cha dính vô cha vượt qua không được. Thật sự nếu cha cho cha chọn lựa, cha sẽ không bao giờ chích xì ke, vì làm người bình thường vẫn đặc biệt hơn. Nhưng bây giờ cha dính vô vượt qua không được, cha làm điều này trước mặt con, cha không muốn giấu con. Nếu như con sau này chích xì ke cha thì con đừng có trách cha.
Tại vì cha đã làm rõ ràng và dạy con gì mặt trái, con đừng nên làm việc này. Sau này hai thằng con trai ông không có chích xì ke. Đó là thiện đó quý vị. Tại vì con người ai cũng có cái sai mà ta dám chỉ điểm cái sai đó, để cho mình đừng làm đi con đường đó là quá thiện. Người ta tu thiện về mặt trái quý vị à. Còn cái người mà cực kỳ ác là bảo vệ cái điều sai của mình á. Ví dụ như mình không đủ bản lãnh đi nói ra, nhưng mà mình đừng bao giờ bài bác cái việc người ta chặn ngang điều sai quấy của người khác. Ví dụ như cái việc mà nói mà giờ người mà hiểu biết một chút thôi, có ai mà chấp nhận cái việc một đứa con nít còn nhỏ mà đi thủ dâm không? Không ai chấp nhận điều này. Nhưng mà giảng đến điều này thì sẽ có nhiều người nói rằng này nó bậy, nó bạ, nó này với kia. Nhưng mà họ không biết được rằng nếu trẻ em mà dính vô những cái việc đó, học hành cũng không phát triển, con người nó sa sút dữ lắm. Dù là mình chơi cả đời, nhưng mà cái việc đó mình vẫn biết nó là sai, mình phải công nhận nó là sai, để cho người khác nhắc nhở cái lớp sau này đừng phạm vào chỗ đó. Mình như vậy thì mình còn có lương tâm của một con người, như vậy mới là thật sự có gốc độ. Ví dụ như giờ mình làm gái, có ai nói làm gái là đúng không? Nhưng do cái nghề, cái nghiệp. Nhưng mà khi người ta nhắc nhở đừng làm nghề đó thì mình đừng bao giờ nói rằng tôi chạm tự ái của tôi, chạm tự ái của tôi, tôi làm kệ người ta nói chi vậy. Nói để cho những người sau đừng làm điều đó, chứ người ta đâu nói tên tuổi mình đâu. Nên mình đừng có cái tâm mà mình bước xuống bùn mà mong người ta bước xuống bùn theo. Có người mình phải có lương tâm một chút. Mình bước xuống bùn mình mong người ta đừng có bước xuống bùn thì mình còn có cái lương tâm. Còn mình bước xuống bùn mình mong cho nhiều người bước theo để có đôi có cặp, cái này là quá ác, thật sự cực kỳ ác luôn. Nó giống như bữa đó mà ca sĩ Kim Tiểu Long nói câu, con nghe thầy giảng, con nói con nghe tới đâu con vẫn ốc người đến đó. Tại vì sao? Rõ ràng có nhiều ca sĩ rất nổi tiếng thầy à, nhưng mà sao kỳ quá, nhiều lắm, khi tuổi già thê thảm lắm. Quý vị nhớ, nếu như quý vị truyền tải một cái đạo đức nhân cách tốt thì cuối đời quý vị không có tệ đâu. Mà quý vị xài ít mà quý vị tạo nhiều thì nó giữ lại cái phước quý vị nhiều quá, làm sao quý vị tệ. Cũng như bây giờ một cái đèn mà dầu nó dư thì sao nó tắt, hết dầu nó mới tắt. Còn điện này nó đủ điện thì nó sáng, mà hết điện thì nó mờ, hoặc là cúp điện thì nó tắt. Vậy thì tại sao mình nổi tiếng một thờ mà sau này mình lẳng lộn, mình te tua tả tơi. Có nhiều ca sĩ nổi tiếng mà tới tuổi già mà ngồi chon hỏn một chỗ nào đó, hoặc vô viện dưỡng lão ngồi chon hỏn đó. Cho bị biết nhiều ca sĩ cả lương đồ nổi tiếng lắm mà tới già lẳng lộn nhiều. Bởi đó Kim Tiểu Long nói một câu, nhiều ca sĩ rất nổi tiếng, đẹp, nổi tiếng vô cùng những đợt đi trước, sau này già khổ lắm thầy ơi, lẳng lộn nhiều lắm. Đó là chính Kim Tiểu Long nói rõ ràng. Là vì sao? Xài hết. Có nhiều người ta nói nè, thì của tôi xài chứ không lẽ cho ông xài. Nói chi nữa giờ. Như bản thân Nhân Đức nè, đi tu bao nhiêu người cúng dường thì vô tay Nhân Đức là của Nhân Đức chứ của ai. Thì vị hát thì đưa cho vị là của vị chứ của ai. Còn Nhân Đức giảng pháp đâu quý Nhân Đức, ta cúng dường là đưa Nhân Đức chứ đưa ai, là của Nhân Đức. Nhưng mà tại sao Nhân Đức đi làm cho bao nhiêu con người chi à? Tổ chức chương trình khiếm thị cả chục ngàn người, tổ chức lễ vía mấy chục ngàn người lo cho người ta làm chi à? Sao Nhân Đức không để riêng cho Nhân Đức xài đi? Vì trong nhà Phật nó có lý giải rộng hơn. Còn thí dụ như mình ca sĩ thì cá nhân mình là đa phần mình hưởng nhiều quá. Còn bản thân Nhân Đức mỗi ngày nấu cơm cho các cụ mà ăn ba buổi cơm, y rang các cụ luôn, không đi chơi ở đâu chứ, toàn đồng tiền có được lo cho người ta hết trơn. Thì tức khắc cả đời vậy sao tệ được? Không tệ đâu. Bây giờ cái nhân duyên cảnh giới thì nó thay đổi, chứ bản thân Nhân Đức mà nếu duy trì vậy, cái tâm Nhân Đức nó an lạc hoài vậy đó, nó dù cho thuận nghịch gì nó cũng an lạc. Tại vì mình thấy cái lương tâm mình sống có ý nghĩa, mình vui đó. Nên phải tin sâu nhân quả quý vị à. Mình học Phật phải tin sâu nhân quả. Cái người mà học Phật mà tin sâu nhân quả hoàn toàn vì không có phiền não. Cái người mà học Phật mà phiền não này kia, mà phiền não này nọ là do không tin sâu nhân quả đó.
Tại vì mình đi trách người ta. Bây giờ mình cực khổ mình sanh đứa con này, mình nuôi đứa con này khôn lớn, mà lạ tay đứa con này nó chửi mình nên mình tức, mà mình không biết cái nhân quả ba đời. Ba đời đây không phải là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, mà nhân quả ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, tặng cùng vô tặng, nó không có được cái điểm dừng. Đã từng tạo ra bây giờ đến lúc hội tụ nhân duyên thì nó sanh quả. Nên mình học Phật mà tin sâu nhân quả là không có phiền não. Với mình ít trách người ta lắm, mình có trách đi chăng nữa mình cũng quay đầu mau nữa. Tại mình mê muội lúc đó mình trách một tiếng, nhưng mà mình suy nghĩ liền à, mình quay đầu liền. Nên mình học Phật mình phải hiểu nguyên lý này. Cái người học Phật mà phiền não nhiều là do không tin sâu nhân quả đó. Nên Ấn Độ ngày đặt cái câu đầu tiên là tin sâu nhân quả mới tín nguyện trì danh, rồi mới cầu sanh cực lạc. Mình tin nhân quả thế gian, mình tin nhân quả xuất thế gian, và tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Mình phải tin nhân tin quả kìa. Thì tự nhiên trong cuộc đời mình tu hành, mình thấy mình không có thiệt thòi đâu. 100% mình không có thiệt thòi đâu. Mình đã gieo nhân sao là mình gặt quả vậy à, không có thiệt thòi. Nên chư tổ sư nói rằng trong cuộc đời này quý vị không có thiệt thòi. Quý vị không có gì phải thiệt thòi chứ. Nhớ kỹ không có gì thiệt thòi chứ. Mình có thể trả cái nợ thế gian mà mình tránh được cái quả báo tam đồ. Cái điều này mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Thì cái tâm mình nó đặc biệt an lạc dữ lắm. Nên ở bên hộ pháp có một cái cô đó, mỗi lần mà cô gặp những đức, cái cô quỳ xuống, cô lại. Những đức nói cho bà nghe câu này, bà lại kể bà nghe. Rồi, nói câu gì thầy? Hồi đó giờ 5-6 người lại tôi bị điên hết rồi. Thì bà, cũng lại kệ bà, tôi không nói gì nữa chứ. Nó thấy rõ ràng luôn. Tại vì mình sống trong cuộc sống hiện đại, quý vị nên làm người bình thường đi quý vị. Kính trọng, quý trọng thì quý vị cố gắng, quý vị nghe pháp, quý vị hành trì, quý vị niệm Phật, quý vị tu hành. Còn lại lên lại Phật đi. Lại như đứa làm gì? Nói cái bà sanh sao. Nghe sanh sao quý vị. Lại mình chi trẻ. Bây giờ gặp nhau chắp tay ai với đạo Phật là được rồi, lại làm gì? Tự nhiên quỳ xuống lại, người ta thấy lạ. Thấy không? Thấy lạ quá. Đó, nên từ nơi đó người ta không hiểu, ta nói cái gì ngộ cái trẻ. Ông này trẻ khôn mà cái bà già khằn lại ổng. Cuối cùng lại không đúng chỗ, bị điên. Chứ làm sao bây giờ? Đó, quý trọng thì nghe pháp và tu. Nó rồi vui vẻ sống đơn giản bình dị, tức là quý trọng là người ta mong mình được vậy đó, chứ lại người ta làm gì chứ. Nó nên á, hãy làm người bình thường trong hội chúng á. Nhiều người bình thường thì chúng ta nên học cái bình thường á, còn một hai người không bình thường thì đừng học theo. Nó giống như lúc trước có cái ông này, ông đọc sách của Ấn Tổ, bởi vì đọc lời tổ sư không có đơn giản. Đọc lời Ấn Tổ, nghe đọc tới cái đoạn mà Ấn Tổ ngày viết chữ tử trên trán, treo trên chân mài. Đọc tới đoạn này, chả ra ngoài đường, chả xăm cái chữ tử trên trán, xăm luôn. 3 ngày sau, điên luôn. Kinh chưa quý vị? Tại vì sao biết không? Đi ai cũng nhìn thấy, ta nói nhìn mặt giống điên ghê. Mọi người nói câu một câu điên thiệt quý vị. Mà cái này quý vị thấy không bình thường không? Không bình thường. Tự nhiên đi xăm chữ tử ngay chán nè. Tử. Điên luôn quý vị. Thấy chưa? Ấn Tổ ngày nói ý là nhắc nhở mình. Thấy cái việc sanh tử để hiền bớt lo tu đạo. Chứ làm gì mà Ấn Tổ đi dán tử trên chán, rồi treo chân mày chứ gì chán. Thấy không? Nên mỗi người mình học đạo, mình đọc sách vở, mình phải nhận thức sâu sắc. Nên những đức từng cô động một cái câu, đọc sách người xưa xem căn tính mình. Mình coi cái lời dạy người xưa mình làm được không. Mình coi cái chỗ nào mình làm được mình làm. Chứ mình đừng có nên học đòi. Học đòi cái chừng bá trợn á. Nó giống như có cái ông đó, đọc tới cái đoạn kinh mà đốt ngón tay cúng Phật. Tự nhiên chả đốt ngón tay chứ.
đốt xong rồi không làm được gì nữa chứ. Thấy chưa? Nhưng Đức hỏi quý vị bây giờ Phật Bồ Tát nào mà mong mình đi đau khổ quý vị? Bây giờ Nhân Đức là phàm phu thôi. Những gì Nhân Đức giúp quý vị được thì Nhân Đức giúp thôi, chứ không lẽ để cho quý vị đi đốt ngón tay rồi giúp. Đâu có chuyện đó đâu quý vị. Những gì giúp được thì giúp thôi, còn những gì chưa đủ nhân duyên thì thôi. Chứ quý vị có đốt thân bây giờ cũng không được gì nữa. Nó còn có những bậc Bồ Tát người ta thể hiện cái việc đốt người là do gì người ta trong một cái nhân duyên đó cái gì ấy, nên người ta mới hiện cái tướng đó để độ sanh. Còn mình đi làm theo là có khi nó sai. Nghe không? Đó, rồi có cái ông đó đọc tới đoạn kinh mà treo người để mà cúng dường Phật. Vậy mà ra treo cổ đó chuyện. Thấy tào lao chưa? Nó nên á nhiều người mình á cái lời dạy trong kinh giáo không có hiểu quý vị ơi. Nên mình làm nó ngược lại lời Phật hết trơn, sai đó. Phật pháp làm sao mà áp dụng vào cuộc sống đơn giản bình dị nhất? Để mình tu học làm sao mà mình càng tu học mình càng an lạc, mình càng vui vẻ. Bữa đó những đứa có chia sẻ bài Phật pháp á, tu như thế nào để biết được đúng hay sai? Nếu như quý vị mỗi ngày tu mà càng ngày càng dễ tính, càng ngày càng dễ tha thứ, nhìn gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười, sống có quy tắc, đi đến đâu không hiểu thì hỏi người ta đàng hoàng, đừng có tự ý. Quý vị mà là như vậy thì là tu đúng rồi đó. Nhớ nghe, tu vậy là đúng rồi đó. Đó. Còn mình mỗi ngày ấy, mình càng tu mình càng khó tính, khó khăn, bắt lỗi, phải tùm lum. Ở dưới quê những đứa có cái ông này, ổng mà bác sĩ, dưới quê mà bác sĩ là ghê lắm quý vị ơi. Học hành rồi, dữ dằn lắm, làm bác sĩ, có tiếng lắm gì hết không? Thì biết, ông mà thiêm đọc kinh, đọc sấm giảng với Đức Quỳnh Giáo Chủ, đọc nhiều cũng hiểu quá trời. Con cháu mà chỉ cần phớt ngang mặt ông thôi là ông kêu là ông chỉnh. Nói này, nói kia, nói nọ. Con cháu gặp ông sợ chết mù. Mỗi lần mà đám giỗ đám cưới chờ sớm, ông mà ngồi cái bàn nào mà ai mà đến ngồi chung, có nghĩa là người đó không biết ông. Không biết ông mới đến ngồi chung. Còn ai mà biết ông là không ai dám ngồi chung với ông hết. Những đứa hỏi vị bị học đạo mà dù có trí thức cỡ nào nhưng mà bị học cái đó là thua. Học mà ta gặp ta chánh hết trơn là biết mình học sai rồi còn gì nữa chẹn. Nó học mà trở thành người khó khăn mà đứa nói người quen là ta chánh hết trơn. Cái người nào mà ngồi chung với ổng là mấy người mà ngồi bàn này kia nói chắc chắn người mới. Người mới là chưa biết ông này. Thì vô ngồi ăn chút là bị ông chỉnh liền. Phải gấp gì nghe không? Gấp gì. Có nghĩa là trong cái văn tự ông không hiểu. Nên thì biết gì sao mà có nhiều người ngày xưa dưới quê mà nhà nho sợ lắm. Nhà ai mà có ông nào mà học nhà nho là ta sợ lắm. Xin thưa quý vị, cái đạo pháp nó không có bao giờ mà đáng sợ gì đâu. Mà cái văn tự con người ta nó bị buộc ràng, người ta không giải thích được. Nên người ta đi vào văn tự mà đến nỗi người ta sợ quý vị á. Chứ đạo pháp mà nếu ai cũng đáng sợ như vậy thì ai mà đi học người đó. Mà đạo pháp sao nó phát triển quý vị? Nó phải thông tình đạt lý, phải tùy vào căn tính mà dạy. Rồi để áp dụng chứ đâu có thể nào mà buộc ràng cứng ngắc dĩ dạng. Đó mà làm sao mà cái quy tắc thì duy trì. Nhưng mà người ta không có khó khăn với mình như vậy đâu. Ngày xưa mà có nhiều ông ở dưới quê mà nhà nho là sợ ổng lắm. Rất là sợ. Cả người ta mà cái chuyện mà con trai đi cưới vợ mà hỏi nhà gì dám gả hả? Ba thằng đó nhà nho đó trời, khó còn hơn cái gì. Ai mà sống nổi đâu mà về đó làm chi? Nó thấy không? Đáng sợ chưa? Đó. Nên nhiều người học đạo mà khó khăn kỳ cục lắm vị ơi. Quên mất tiêu là mình áp dụng mà cứ đặt người ta không à. Nên từ nơi đó mà học Phật viết, học đạo viết thì tự nhiên ta tránh mình mất tiêu, ta sợ mình luôn. Giống như câu chuyện cái ông ở dưới quê đó, như Đức kể thấy chưa? Ngồi ăn không ai dám ngồi chung. Vị coi nghĩ đi, chả ăn, chả gấp.
Bây giờ ai ngồi với ổng, người ta thèm muốn chết, người ta muốn ăn, người ta đâu có ăn được đâu. Chả ăn kiểu đó ai dám ăn. Người ta mà múc cái này múc kia, ông nói phải lịch sự, phải từ tôn. Lần một gì thì đó sao ai dám ngồi chung với ổng đâu. Người ta lỡ cái đám, người ta ăn một chút, người ta về. Còn này, chả ăn kiểu đó không ai ngồi với chả mà ăn được hết chứ. Thua đó. Nên ví dụ như bây giờ mấy anh em sau này mày tu về, sau này mấy ông lớn, ai biết nội trong mấy ông này sau này cũng có những ông hòa thượng thì sao? Ai biết được, thì cũng từ người mới đi tu mà ra hòa thượng sau này, chứ ai mà nghĩ cái chuyện đó mà đi tu sau này là hòa thượng mà gì. Nhưng mà mấy ông nhớ, đây là những điều chia sẻ. Sau này mình lớn tuổi, mình già, mình không ăn bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ mấy cái thằng xuất gia, nó mới xuất gia nó còn ham ăn ham uống, đói chết mồ nhỏ. Mình vô mình ăn thì thôi, mình ăn được mình cũng ngồi đó lâu lâu một chút để cho mấy thằng trẻ trẻ nó ăn, hiểu chưa? Chứ mình không nghĩ gì chứ, mình ăn không có được gì chứ. Mình ngồi chút tí tí, hoặc là mình già, mình lớn tuổi, mình mỏi quá, mình nói thôi thầy lớn tuổi yếu lắm, ngồi lâu nó mệt, các con ăn đi, người ta nấu mấy ngày nay nó cực khổ mà ăn không có ăn gì hết, để lại tội nghiệp ta nấu. Thôi các con ăn đi, để thầy về trước, máy bay ngồi ăn đi. Thì mấy thằng nhỏ nhỏ nó thương mình cỡ nào vậy người trời. Bà tụi này dễ thương ghê, đúng quý vị. Này nhớ nghe, mình nói câu vậy đi, thật sự mà nói Phật pháp thì nó làm sao nó chuyển biến thông tình đạt lý. Chứ bây giờ tội nghiệp nó đang thèm ăn muốn chết, mình thì già mình không ăn bao nhiêu chứ, chút xíu xíu mình ken ken hơi hướng, phải không? Ăn chưa được gì chứ. Thì đây là những đức nhắc mấy anh em chùa thôi, chứ không có nhắc mấy người khác. Ai mà dám nhắc mấy người khác, nhắc mấy ông này thôi, ai biết sau này trong mấy ông này có những ông hòa thượng thì sao. Nó cũng nhớ ngày xưa tôi có ông sư huynh, ông từng nói câu đó, nhờ câu này mà tôi bây giờ dễ. Đúng không? Đó. Nên á, mình lớn tuổi, mình già, mình không có ăn vặt ăn dụng. Nhưng mà mình phải nghĩ cho cái lớp nhỏ nó thích ăn vặt ăn dụng. Mình không ăn mà mình mua cho nó ăn, nó càng kính trọng mình hơn nữa. Mình nói tại vì tao già, tao ăn vô nó đau bụng, chịu không nổi, nên là tụi bay ăn được thì tao cho tụi bay ăn đó. Nhưng ăn được phải làm được nghe con, chứ mày đừng có ăn có mùi làm biến làm, có đâu mà ăn hoài, nghe không? Nó cũng thương mình á. Chứ bây giờ mình nói tụi bay sao tụi bay ăn dữ vậy tụi bay, thế tụi bay thấy tao cả ngày có ăn gì đâu, già chát rồi bao tử teo ngắt lại rồi. Ăn cái gì nó ăn, còn nó nhỏ thì nó còn ăn nhiều. Ví dụ như mình nói mình trẻ, một ngày mình đi bao nhiêu cây số, còn già ngồi không ăn chi. Không? Như chiếc xe mà không chạy sao mà hao xăng. Đúng quý vị, giỏi lắm thì xăng nó bay mùi chút đỉnh, hao ít lắm, xe chạy nó mới hao xăng chứ. Nên mấy người già ăn ít đó, phải để cho mấy nhà nhỏ ăn nhiều. Tại vì nó nhỏ nó còn ham ăn, cho nó ăn đi. Còn già không có ăn được thì thôi, đừng có nói dòng do tâm quắc làm chi. Bộ ăn được tức sao? Hiểu không? Đó. Nên mình tu sao cho mình dễ. Mình già mà mình cũng dễ tính. Mình phụ nữ mình già rồi, mấy nhỏ gái trẻ trẻ nó tung tăng đồ, nó trẻ mà nó phải tung tăng, nó điệu đàn đồ chứ, tu tu nó cũng còn điệu, nó cũng còn đẹp, nó thích. Mình thấy nó mà gặp trai rồi nó nhìn ngó một chút, mình nói cái thứ gì đâu mà tu hành gì đâu mà vô chùa rồi mà nó gặp cái thầy mà nó còn dẻo nữa chàng. Nó dẻo nhưng mà nó dẻo ít, tại vì nó đi tu rồi, nó dẻo theo cái cách đi tu, thấy không? Mà nó phải còn cái máu này. Còn giờ mình già mình hết máu rồi, bây giờ mình đi cười chê người ta, mình không nghĩ là ngày xưa mình còn trẻ mình dẻo cỡ nào. Đúng quý vị. Đó. Thì nghĩ vậy đi, mình dễ tính nè.
À, giống như có cái bà này, bà nội, mà bà nói chuyện dễ thương lắm, cháu đứa nào cũng thương bà chứ. Mấy đứa nhỏ nó bận đồ này đồ kia ngoài đời mà, rồi nó nói chuyện đồ vui vẻ giỡn hết, bắt nhạc đồ nhảy múa đồ. Nó hỏi bà lớn tuổi thì chúng con chơi gì, bà thấy có mệt mỏi không? Bà nói tao xưa còn trẻ tao chơi còn hơn mày nữa. Nên bây giờ á, tao già rồi tao chơi không có nổi. Tao nói thiệt, người biết ngày xưa tao mà gặp trai là tao chớp mắt lia lịa, tao dẻo dữ lắm. Nên bây giờ tao thấy tụi bay mà còn trẻ mà tụi bay còn gì là biết là tụi bay còn máu này. Nên tao giờ hết máu à. Nó muốn mà cũng không có được. Nó nên từ nơi đó mà bà không có bực bội gì đâu. Các con vui là bà thấy bà vui rồi. Cháu đứa nào cũng thích bà chứ. Thấy không? Đó. Đó là bài học xác thực nhất rồi đó quý vị. Nên tại sao chùa mình mà Phật tử nó về đông dữ quý vị? Tại vì mình nói chuyện vui vẻ, mình đưa lên tư tưởng hình như ai tu cũng được chứ. Thì bây giờ Phật Pháp cũng như là một cơn mưa. Cây lớn thì hưởng theo cây lớn, mà cây vừa vừa thì hưởng cây vừa vừa, cây nhỏ thì hưởng theo cây nhỏ, mầm non thì hưởng theo mầm non, đại địa thì hưởng theo đại địa. Chứ làm gì không được. Thì ai tiếp nhận được nhiêu thì hưởng nhiêu, ai giác ngộ thì lợi ích của cái giác ngộ, còn ai thấy gì ngộ ngộ mà giác thì lợi ích của cái ngộ ngộ mà giác. Đúng quý vị. Ừ. Đó. Ai mà không được lợi ích? Cái người nghe mà hành trì thì lợi ích của hành trì, mà người nghe không hành trì thì lợi ích của kết duyên. Người nghe mà phỉ báng thì cũng có lợi ích của cái nghịch duyên, mà cũng có duyên. Nó đều có lợi ích hết trơn. Như Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp, cũng rất nhiều người thích Nhân Đức, mà cũng có những người người ta cũng chửi Nhân Đức theo tu. Nhất là những bài giảng Nhân Đức mà giảng về thủ dâm này kia, có nhiều người ta thủ dâm, ta chửi Nhân Đức dữ lắm. Nhưng kệ mồ nó, sao đâu. Thấy không? Có gì đâu quý vị. Mình nói nhiều người người ta được lợi ích, còn một số người thì người ta dính ngay cái tâm trạng người ta nên người ta tức. Nó nói mình chọt người ta, chứ mình có chọt ai, mình có nói tên ai đâu chọt. Hiểu không? Cái người chọt người ta tào lao nhất là đưa hình ảnh người ta ra, đưa tên tuổi người ta ra, cái đó mới tào lao. Tự mình chuốc cái họa cho bản thân mình. Còn người ta nói chung chung, người ta nói tên tuổi mình đâu. Mà tự nhiên mình xẹt mình vào cái là mình biết là mình bị dính à. Cái đó là cái người khôn. Người ta nói mà đụng tới mình mà mình vẫn bình thường thì việc này là người thông minh. Còn nói tới mình cái là bị kích động là mình là ba trợn. Kích động dính rồi, kích động còn đưa mặt ra nữa thì mình dính rồi đó. Nó nên mình nghe Phật Pháp mình phải hiểu thì cái tâm mình nó an lạc cái lắm. Trong cuộc đời này nó độ sanh nó đa dạng lắm quý vị. Nó giống như Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói, người ta càng kết duyên thì ta kết duyên. Rồi cũng có những người mà nó nghịch duyên với ta, nó cũng chửi ta nữa. Rồi có những người mà ta độ được thì ta đã độ rồi. Nhân duyên hoàn toàn, cái gì cũng đủ rồi. Thôi ta đi, ngày nhập Niết Bàn. Không? Nên trong cái nghịch duyên cũng độ được nữa quý vị. Nên tất cả những người mà nghe mà chia sẻ Phật Pháp, nhất là những bài Phật Pháp mà tính sâu nhân quả gì nè, nhớ nghe, hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại. Tạo tội một lần, thà mình niệm Phật một câu. Đừng nên tạo tội một lần làm chi. Nếu mà mình đi đến đây mà mình mỗi ngày ở không mà mình đi tạo nghiệp thì mất công lắm, không có ý nghĩa gì cả. Đó. Nên những đức thường khuyên những người trên mạng đồ này kia, thôi, chỉ cần mình nghe Phật Pháp mặt trái mặt phải, cái gì mà mình thấy đúng thì mình học, cái gì mình thấy nó phù hợp thì thôi. Đừng có bụp qua bụp lợi, chửi mắng nhau làm gì. Trong cái cõi đời này mình thấy rồi, nhiều kiếp nạn xảy ra là từ nơi sự đấu đá hơn thua nhau, tứ tung lang tan, mà cũng không có sự an lạc gì đâu. Nhưng Đức thấy là từ khi những Đức học Phật tới giờ, cái tâm trạng những Đức nó an lạc, nó vui gì đâu. Càng học Phật càng vui vô cùng. Hồi sáng đi cùng với Hòa Thượng, đi một vòng, Hòa Thượng thấy cái lần lễ với Quan Âm này quá đông. Mới hôm qua
Hòa thượng bứng mấy cái dừa sạch nhách hết. Mấy cái dừa cái chăn vô tượng Quan Âm bên Đại Tùng Lâm mà cái tượng chăn con rồng đứng, nghe không? Bứng dừa sạch nhách hết. Cắt cái nhà dài qua tới cái đài Quan Âm. Mà pho tượng Quan Âm, hòa thượng nói ở dưới phải nhìn lên thấy tượng Quan Âm. Cắt cái mái nhà mà phải thấy tượng Quan Âm. Mà cắt sao không biết, nhưng mái nhà không được cao hơn tượng mà phải nhìn lên thấy tượng. Cắt cái nhà bự lắm quý vị ơi, cái nhà thêm nữa, cái nhà to nó dài cả luôn á. Nên bây giờ bên bảo tháp á, đường xá đi cũng cong quẹo, đi qua mấy trạm đường mà vô tới hộ pháp, vô tới bảo tháp, đi đường khác rồi. Hồi sáng thấy vẽ cái đường á, nó làm đường đó đó, nên làm cái nhà ra bự dữ lắm, để lễ Quan Âm mai mốt và đi vô cái nhà đó. Nên nó ngồi trong cái nhà đó mà gặp mà ngồi giảng mà không có lại. Cái nhà đó số lượng người ngồi đông dữ lắm, thật sự đông dữ lắm luôn chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó rồi đi một vòng mà thượng chỉ mấy công trình đang xây dựng cũng nhiều lắm quý vị ơi. Nó rồi đi qua bên đây và thượng chỉ cái đạo tràng 4, bữa nay cắt cái nhà để chứa vật liệu rồi, sắp sửa môi móng làm luôn rồi đó. Nên thấy một vòng đi thấy hòa thượng mình ngày 83 tuổi à, mà bây giờ ngài còn cực lực nhiệt tình gì. Thấy cuộc đời nó ý nghĩa vậy ơi. Nhìn thì thấy nó mệt nhưng mà nó lại vui. Nó vui ngay cái là cuộc đời mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Như những đức mà không đi tu, những đức có làm được gì đâu. Cắt cái nhà nhỏ cho mình ở còn không có cắt nổi. Bây giờ trên thành phố cũng dám còn thuê nhà, nhà thuê ở á. Vậy mà bây giờ mình đi tu, mình chung tay hòa thượng xây chùa cho người ta ở. Mà đã xây chùa cho người ta ở thì mình làm gì cũng có chỗ ở. Thấy chưa? Tự nhiên thấy cuộc đời mình nó ý nghĩa quá trời. Mình sống mình làm việc ý nghĩa, mình thấy ý nghĩa chứ gì chứ. Nên tại sao mà những đức càng tu càng vui? Vì mình làm cho người ta bình an, giúp cho người ta bình an. Rồi càng tu nó tại nó xóa những cái điều mà người ta chửi mắng mình mau ghê. Những đức thấy công nhận hay nha. Chứ nếu như mà mình không tu mà ai mà đụng tới mình dám mình chửi lên dữ lắm nghe. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mình nói thiệt chứ, mình mà không tu hành đi, người ta nói tới mình chọt vô mặt đó. Mình chọt vô mắt nó chứ không phải chuyện giỡn chơi. Giọng vô cái mỏ sưng mỏ chảy máu. Thấy không? Mình không tu mà. Mà công nhận Phật pháp hay gì đâu quý vị ơi. Quá hay luôn. Tự nhiên mình thấy những cái điều mà người ta nói này nói kia mình là bài học. Bài học hay ghê. Này những đức nói công nhận Phật pháp là quá hay. Bởi vì càng học Phật mà mới nhận thức được đúng là học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Vì có con đường giải thoát, rồi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức nói cái người mà đi vô chùa mình tu phải nhìn ra cái con phương hướng này. Tin xong nhân quả đi, những việc gì trong chùa người ta sắp cho mình cứ nhiệt tình làm đi. Mình đừng có nói rằng tao ngu tao làm mày. Nó ngồi nó chơi không tao làm chi. Khỏi đi. Kêu tao trốn vô khác. Thua rồi. Mình vậy là mình thua rồi. Nó ba trợn, nó không khôn, nó không chịu lo làm. Mình cũng ba trợn theo nó thôi, mình vừa tội mình. Nó không làm kệ nó, bản thân mình nỗ lực. Cuối cùng nó hết phước, nó gán chịu. Bản thân của mình được thì mình sẽ nhờ thôi. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đúng không? Chữ chứng ai mà không thích. Đúng không? Gán cố gắng để chứng quả chứ đừng có chứng gà chứng vịt. Đúng không? Nên từ nơi đó mà mình á, phải tin sâu nhân quả để bản thân mình sống, mình làm việc, mình tu hành nó nhiệt liệt hết mình. Những đức nói thiệt, bữa đó ca sĩ đồ hát, những đức ngồi nói chuyện, nói
Có khi quý vị hát cái bài hát người ta viết kịch bản cực kỳ hay, nhưng mà cả cái người mà viết cái bài hát này hay mà cũng chưa hiểu được cái bài hát này nó hay chỗ nào để làm. Họ viết ra hay đó mà cả bản thân họ cũng chưa làm được. Người hát rất hay mà bản thân mình cũng chưa làm được. Tuy là hát để truyền tải nhưng người ta chưa làm được. Nhưng Đức nói trong Phật Pháp mới lý giải rộng thiệt hay. Mình nói được, mình làm một phần rất lớn được. Đó là cái rất quan trọng. Nhưng Đức nói như anh em mình đi tu bình thường thôi, làm người tăng bình thường thôi, mà làm việc được cho công chúng quá trời. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ một người nổi tiếng, thiệt nổi tiếng ngoài đời, làm gì họ làm được việc như mình. Nên những đứa thấy trong Phật Pháp nó quá hay. Mình có cơ hội nuôi bao nhiêu bà già, rồi sau này xây đạo tràng 4 nữa, số lượng bà già tăng thêm nữa. Kể bản thân mình cực mà mình ý nghĩa của cái thân giả tạm, nếu một ngày nào nó cũng chết nó le lử ra có được gì đâu. Hiểu không? Nó bây giờ cái tay mình còn quơ, mình làm này kia được. Bây giờ mình không làm, mai mốt mà nó chết đi, không được cái gì. Thấy không? Nên những Đức nói với vị nghe, mình cái nhân quả phải tin. Quý vị mà nghe được tịnh độ này, bị dùng cái miệng bị niệm Phật đi, niệm Phật rồi mình nói cái gì mình thật sự mình muốn giúp người ta, mình không muốn chù dập, muốn không muốn hại ai chứ. Còn cái gì bản thân mình sai, bản thân mình không muốn ai sai theo mình chứ. Mình phải nhận thức sâu sắc cái việc làm của mình, cái tác dụng phụ của cái sai sao mình phải hiểu. Mà mình đã dính cái sai rồi thì đó mình không muốn ai sai như mình chứ. Cái tâm nó vẫn còn cái tâm của làm người, làm thiện, hiểu không? Rồi đừng có bao giờ dùng cái miệng để ác khẩu hại người ta nghe. Nhân Đức nói 100% với quý vị luôn. Quý vị mà ác khẩu bị hại người ta, quý vị sẽ chờ xem những con người đó. Thì họ thì chắc không xem được đâu, tại chết queo rồi sao mà xem. Nó le lử rồi nó xem cái gì nữa bây giờ. Nhưng mà mình xem được nó đó. Mấy cái tên mà nó ác khẩu đồ, nó chửi người này người kia đồ, mà nó hung bạo quý vị chờ xem, nó kinh khủng lắm. Đa phần sau rồi nó chết nó le cái lử nhọn quét à. Nhọn hơn Nhân Đức. Có giỡn đâu quý vị, cái nhân cái quả ghê lắm. Chàng ơi, dưới quê ngày xưa như Đức thấy, hồi xưa chưa tu bây giờ mới nhớ lại. Cái bà đó bà chửi từ sáng chửi cho tới chiều, chửi dữ lắm. Sau này quý vị biết rằng trên nhà bà, nhà sàn té xuống. Mà bà té đâu không té, mà té ngay cái cây, cây nó chọt vô cái họng mà bà chết tại chỗ luôn quý vị. Cái nhân cái quả bà kinh khủng chưa. Chọt người ta mà cuối cùng cây chọt vô họng mình đó quý vị ơi. Chết tại chỗ luôn, té từ trên nhà, ở nhà sàn té xuống. Mà cái cây dưới cái cây gì nè, mà cái cây đó là người ta để người ta gác bọc á, bọc dơ đồ người ta gác cái cây gì nè. Vì trên bà té xuống, cây đâm vô cuốn họng, bà chọt cái cổ chết tại chỗ luôn. Bà chữ tối ngày á, bà khẩu thành bệnh vậy đó. Thì mấy cái người mà nó chọt nó nghe nó tức chứ lắm, nhưng mà nó chết nó cũng đâu thấy. Nhưng mà mình thấy, cái người bên cạnh thấy. Quý vị nhớ nghe, quý vị bên cạnh cái người mà ác khẩu hung dữ châm thọt người ta nghe, vì chờ xem chết kỳ cục lắm. Tại vì tạo khẩu nghiệp quá, nên mình cẩn thận quý vị. Nó có được cái miệng, nó không hát hay thì cũng niệm Phật hay, chứ đừng có chữ hay. Đúng không? Nó. Mình không thuyết pháp hay thì mình cũng niệm Phật hay, chứ đừng có nhiều chuyện hay. Có nhiều người không có thuyết pháp hay mà họ nhiều chuyện là ác lắm. Đem chuyện người này nói người kia nghe, đem chuyện người kia nó le thì người nọ nghe, cái lử le tới le lui le 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 le. Quý vị mà kiểu này, một là không chết kiểu đó thì cũng thành con le le thôi. Thì con le le là con gì? Con le le là nó thường le. Chứ sao? Bây giờ quý vị coi cái miệng bình thường vậy nó khỏe. Bây giờ quý vị sanh ra đời mới bị cứ đáng sợ không? Nó tại vì sao nhiều chuyện quá thành con le le. Nó con người mà thành le le, biết chưa? Nó nên ở trong chùa đông gì, phụ nữ đông lắm. Cẩn thận cái miệng cái cụ ơi, có chừng nhiều chuyện nhiều điều đó. Gặp ai gách quần, gách đáy quần gì cũng đi tìm kiếm. Nghe không? Nhiều chuyện nhiều điều ác đạn lắm. Nó
Ai mà địch cái cũng đi nhiều chuyện. Ở cái phòng kế bên, người ta bên kia ta xù xì, đưa lỗ tai vô. Đưa lỗ tai vô không nghe, mai mốt làm cái ống để vô để nghe. Ở kia địch cái tủn quá, lủng cái lỗ tai. Hiểu không? Nó mà đàn bà đó nhiều chuyện rồi là cái chuyện này là bình thường. Còn đàn ông mà nhiều chuyện nữa là thôi cái này ném gì bị đi. Kỳ cục lắm nghe quý vị. Nên từ nơi đó nhớ á, vô chùa lo niệm Phật nghe các cụ. Cái miệng mà niệm Phật là đỡ nhiều chuyện lắm các cụ. Mấy thầy, mấy chú, mấy cô đồ, người ta có công việc gì người ta làm, người ta nói chuyện. Đi ngang cái thấy người ta nói chuyện cái nhiều chuyện thấy ghê không? Biết ta nói chuyện gì, biết ta sắp xếp công chuyện rồi sao? Hiểu không? Ta sắp xếp công chuyện gì rồi sao? Bây hổm có mấy cô nhận đức đến, nó đem lên cái khăn với ly nước, đem lên, bưng lên. Chúng đi xuống. Có bà già với lời bà hỏi, lên đó làm chi vậy? Đem nước với đem khăn lên cho thầy. Nói, sao lên ở lâu chứ? Tôi thấy thời gian lên đó đem lên rồi đi xuống giờ lắm chừng 2 phút. Mà sao lên trên tới 3 phút dữ. Nhiều chuyện ác đạn 3 phút làm được cái gì? Thêm có 1 phút nữa cũng tính sổ. Nói, thì cái cô này nói, cụ ơi, cụ lo niệm Phật đi cụ ơi cụ. Nó niệm Phật thì niệm rồi, nhưng mà thấy nó kỳ kỳ. Thấy chưa? Thấy nhiều chuyện ác đạn chưa? Hôm nay cụ nhiêu tuổi rồi? Có nhiêu đâu, 72 tuổi nhiêu. Công nhận 72 tuổi mà mắt cũng sáng ghê. Cái canh giờ được nó ghê thiệt chứ. Nhiều chuyện dữ lắm chàng ơi. Hiểu không? 8 với 5. Niệm Phật là niệm như vô chánh điện, niệm Phật niệm như bước ra ngoài là 8 với dép vậy. Nha. 8 với dép vậy. Bay vô. Hồi sáng bên kia vậy. Vừa công phu xong bước ra, hai bà giành chiếc dép. Tại dép chùa mang hết trơn, cuối cùng còn 3 chiếc. Thì chân bà này mang chiếc, chân bà kia mang chiếc, còn chiếc hai bà chụp. Bà chụp đầu dép, bà chụp đít dép, hai bà kéo tới kéo lui. Kéo tới kéo lui, kéo xuôi kéo ngược. Nhìn Đức đi tới nói là hai bà làm gì hả? Nói làm gì đâu. Làm gì đâu mà còn vịnh dép, gịch tới gịch lui. Nói, nói dép thì của tôi, hai bà đi chiếc đi. Xách dép về. Chàng ơi, kinh khủng lắm mấy vị. Thấy không? Nói cho vị nghe để vị thấy, đừng có thấy quay phim đưa lên mạng hình ảnh nhìn bốc lửa ngon lành. Nó là tưởng đâu là đạo tràng là chắc là thanh tịnh dữ lắm. Cái cõi này không có gì thanh tịnh á. Thanh thanh chút chứ, tịnh tịnh chút chứ, nó không có thanh tịnh hoàn toàn đâu. Đừng có bao giờ mà hiểu lầm nghe chưa. Thà tôi nói gì sau này tôi mấy vị lên đây vị không có nói được tôi. Chứ không thôi tôi nói mà ngon lành quá, về đây mất công nó không nghe, Đức nó ngon ghê, cái gì lâu đây gặp đi ơn. Nói thiệt chứ vị biết chứ, nhà mình có 2-3 người thôi á, mà còn tùm lum tùm la, không chi nhà người ta mà đông gì, được gì á, là may lắm hả? Đúng không? Đòi hỏi gì nữa đúng không quý vị? Nó có nhiều chùa người ta có mấy người đâu, chia 3 xẻ 7, chùa mình mà đoàn thể mà anh em gì là cũng mừng lắm rồi. May mắn lắm rồi đó. Đúng không? Đó. Vì coi nhiều bà cụ già ở ngoài đời bà chữ ác nhân ác đức, bà chữ tối ngày, chữ tối ngày sáng đêm. Mấy bà già trong chùa mình bà còn niệm Phật được là bả là cũng là số 1 rồi đó. Đòi hỏi gì thế giờ? Dễ thương lắm rồi đó quý vị ơi. Mấy bà cụ mình là cái dạng là mấy bà già dễ thương của đất nước Việt Nam. Thấy không? Đòi hỏi cao nữa thì làm sao được quý vị?
mấy chục năm cuộc đời ngoài đời mà cái tờ giấy này lem luốc hết trơn rồi, mấy vị muốn cho nó trắng tươi sao mà được. Một đứa con nít mới đẻ ra kìa, chưa gì hết kìa, mà miệng này bú vú, tay kia bóc vú, có không quý vị thấy có không? Miệng này bú vú, tay kia bóc vú. Mình hỏi ủa sao mà miệng này bú thôi, tay kia bóc gì anh ơi? Tao sợ thằng kia bú. Con nhỏ mà đã tham rồi, thấy chưa quý vị? Nhớ tí tí, bây giờ quý vị đây có con, quý vị thấy rõ ràng không? Con mình vòng trên tay, mình thử bu nó ra, mình vòng đứa con người ta đi. Rồi quý vị sẽ thấy đứa con quý vị nó họa lên, nó khóc liền. Nhớ tí tí đã tham rồi. Còn cái đồ ăn mà đút cho nó ăn, mà quý vị đút cho đứa khác ăn đi, quý vị sẽ biết. Nó khóc liền. Đó, cái chủng tử tham này nó đâu phải là mới đời này đâu, mà nó là túc nghiệp rồi. Nó tham từ trong bụng á. Nó tham từ trong bụng á. Nên từ nơi đó mà sanh ra là nó tham à. Nó nói những điều này cho vị nghe để vị thấy á. Không chi con người mấy chục năm ở cuộc đời này hơn thua đấu đá đủ chuyện. Mua nảy chuối 5.000 bán 15.000 là bán vú. Bao nhiêu chục năm vậy mà bây giờ mới vô đây tu có nửa năm mà vị đòi hỏi gì? Được gì cũng là may lắm rồi. Hiểu không? Quá may mắn rồi đó. Đòi hỏi gì nữa, đừng đòi hỏi quá nghe không. Mấy vị coi những đức ngoài đời hư cỡ nào chưa? Bây giờ vô chùa mà được gì là cũng may lắm rồi đó. Quá may mắn rồi đó quý vị. Đòi hỏi gì bây giờ? Nên có cái ông này, ổng học vị ổng cao dữ lắm, cao dữ lắm luôn á. Ông lợi ông gặp như đức nói rằng ông đừng giảng pháp nữa. Hỏi sao vậy? Không có trình độ. Như thế hỏi vậy ông trình độ lớp mấy? Ông nói cao dữ lắm. Vậy ông có giảng pháp không? Cũng không. Vậy cũng đi nói. Mà chi giảng pháp hay thì nói chi, tôi đừng giảng pháp. Ông cũng không giảng pháp, mà tôi cũng không giảng gì, ai giảng? Nè. Thì thấy không? Đúng là tào lao thấy ghê. Học cao gặp Như Đức mà nói chuyện của đó thấy tào lao thiệt luôn. Thấy không? Xong Như Đức nói tôi giảng rồi sao? Cái nhìn Như Đức bỏ đi. Làm gì được nhau? Vô duyên. Bây giờ quý vị đưa một vị thạc sĩ đi đến đây. Vì hỏi công chúng ngài Diếu Quang Âm. Bây giờ nghe người thạc sĩ này giảng hay nghe lớp 3 giảng? Nếu mà chọn thạc sĩ thì tiến sĩ thì tôi đi. Còn chọn lớp 3 thì tôi ngồi đây, tiến sĩ đi. Đó vậy thôi. Đó, đem lại đây. Hiểu không? Đó. Chọn ai thì người đó làm chứ. Quý vị, cái quan trọng là giúp người ta vui quý vị. Rồi xong cũng có những cái đạo lý mà người ta được lợi ích. Người ta được lợi ích đó nghe quý vị. Nên nước ngoài, trong nước, ngoài nước, rồi nước cơm gì cũng về đây y luôn. Nó ôi chưa tiếp với đoàn bà nào cũng lùng lùng không. Hỏi mấy cô ở đâu mà lên đây mà sao lùng vậy? Bà nói dạ nước cơm. Nó chật có nước cơm nữa à. Thấy không? Kinh khủng chưa? Nước cơm mà nó còn đến nghe gì đức giảng pháp. Cuối cùng làm đoạn ký sự. Nói đoạn ký sự thầy thích những đức hướng dẫn Phật tử nước cơm niệm Phật. Kinh chưa quý vị thấy không? Giảng pháp với mà nước cơm nó còn nghe giảng đó. Nó rồi dân tộc tiểu số cà ho cà hu vậy đó đến y luôn quý vị ơi. Ngộ cái ghê. Mới hôm kia phái đoàn 50 người, người gì? Miên Đen Campuchia đến. Mới bước vô gặp Như Đức Mantatrakonosaki. Nói cái gì vậy chàng? Sao tự nhiên nói cái gì không nghe cái gì chứ? Nói xin chào thầy, chúc thầy mạnh khỏe. Nói chàng nói chàng tiến bước vô Mantatrakonai. Nói gì không nghe gì chứ? Mà thôi gặp tôi nói tiếng Việt đi, tôi không biết tiếng này đâu. Tiếng này là tiếng gì? Nó là tiếng Khmer. Khmer là gì? Miên Đen hả? Không, Khmer.
Khmer. Nó nói, Khmer, à biết rồi. Nó thích Khmer, chứ không thích tiếng Miên đen. Nó thì coi, gì mà người ta cũng nghe này rất giảng đó quý vị. Xong ngồi nói chuyện với nhau, một số người không biết tiếng Việt nhưng mà vẫn thích những đức giảng. Nói sao kỳ vậy trời. Không biết tiếng Việt mà cũng thích tu giảng là sao? Thì họ nói, có người khuyên dịch lại nói rằng nhìn mặt ông thầy mắc cười quá. Ngộ ghê. Thấy không? Giảng mà đến mức mà gọi là không nghe được tiếng mà vẫn cười. Vì sao? Nhìn mặt mắc cười. Đúng là cao thủ võ lâm thì chưa từng thấy. Nói vậy thấy chưa? Nước cơm, nước Khmer, rồi mai mốt bẻ me đó. Thấy không? Nó xin lô, rồi sơ ôm, rồi ôm xe. Đủ hết chưa quý vị? Rồi đẻ con, rồi con đẻ. Tìm những đứa hết chưa quý vị ơi? Đơn giản thôi, mày thấy chưa? Nói gì đâu mà người ta cười vui vẻ hoan hỷ, mà người ta phái cười. Một nụ cười mùng 10 tháng thuốc bổ mà ai mà không thích cười quý vị đó. Cái quan trọng là giúp cho người ta vui quý vị, mà khi bị vui bị mới hết buồn, đúng không? Rõ ràng luôn, 100% luôn. Khi vui thì nó hết buồn, mà khi bị buồn là nó sẽ hết vui, đúng quý vị? Đó. Vậy thì mình vui đi để mình hết buồn, mình buồn thì mình hết vui. Nên bị nhớ Phật thì hết buồn, phải quên Phật thì bị buồn. Nên nhớ Phật để vui, vui thì hết buồn. Đơn giản đấy chưa? Văn tự của mình chia sẻ nó chọc lóc à. Nó chọc lóc nè. Mà thời tiết bây giờ nó nóng quá mà nó chọc chừng nào thì mát chừng nấy. Chứ thời tiết bây giờ nó nóng quá mà bận áo quần dày quá nó chịu sao nổi quý vị. Con người mình bây giờ á, cái trí tuệ mình nó mỏng manh quá. Mấy vị nói dày quá sao nghe. Hiểu không? Nói nó chọc chọc một chút cho nó dễ thấy. Hiểu không? Dễ nghe dễ thấy. Mình bây giờ không có thời gian để mà dạch bài, nên mình dạch bài thẳng luôn, dán bài lật ngửa luôn. Không có thời gian. Cái bà kia bà nói rằng con nghe thầy giảng, đặc biệt có một cái là gì? Thầy giảng rất dễ hiểu, nên giảng xong là hiểu liền, nên lúc giảng khỏi cần suy nghĩ, để suy nghĩ kiếm tiền. Thôi, công nhận hay thiệt ghê. Cũng được. Thấy chưa? Tại vì bà không có thời gian suy nghĩ kiếm tiền, nên mình giảng quá dễ hiểu, nên bà thoải mái bà nghe không cần phải suy nghĩ, để có thời gian suy nghĩ kiếm tiền. Nó nên vậy thấy chưa? Nên giảng rất dễ hiểu. Đó là cái mà thành công của chúng ta, mà một cái pháp hội mấy chục ngàn người khắp nơi nơi các tỉnh thành về. Mà đâu đơn giản đâu quý vị, trong mấy chục ngàn người đó có nhiều người trí thức lắm quý vị ơi. Chứ đâu phải ai cũng hay lua không đâu. Thấy không? Nên thằng quay đơn giản đâu. Đó, tuy đơn giản nhưng mà nó lại áp dụng trong cuộc sống của mình. Nên mong quý vị học đạo càng học càng dễ tính, càng học càng đơn giản. Hãy nhìn nhận cái điều quan trọng, cái thành công của người ta. Đó, con đường người ta đi, còn mình ở xa khắp nơi nơi mình không hiểu, thì mình muốn tìm hiểu thì là ở đây. Tu vài bữa đi rồi sẽ hiểu. Chứ đừng có ở xa, nói khơ khơ mất công lắm. Không có gì đâu, đặc biệt đâu. Còn ca sĩ gì cũng vậy chứ. Muốn tìm hiểu gì lại chùa hát đi, tự dẫn đi vô phòng hộ niệm cho biết. Thấy không? Bây giờ không có năm ông bự con kinh khủng luôn. Tướng tá xăm mình, bên đây thì xăm con gà, bên đây thì xăm con vịt. Sau lưng thì xăm con heo. À, cuối cùng lỡ nhìn hì hà thấy ghê. Lỡ chùa bước vô gặp ban tổ chức nói: ở đây còn chỗ ở không?
Mà chú nay đông quá chỗ ở hết. Hết gì? Sắp dùm cho 5 chỗ, 5 người ở. Đến đây lại Quan Âm. Cái chuyện nghe hì hà, mấy chú bước vô gặp những đức nói: thầy ơi, có 5 ông xăm mình mẩy. Những đức hỏi nó xăm con gì? Nó dạng bên con vịt, bên con gà, sau lưng con heo. Nó à, biết rồi. Biết mấy này con gì sinh ra đó. À, 5 đứa nó muốn ở hả? À, ở làm gì? Lại Quan Âm. À được, thấy sắp chưa? Đưa nó vô phòng hộ niệm. Nó phòng niệm rộng tơi ta cái chỗ nằm đi. Giải chiếu thì 5 thằng, 15 thằng nằm cũng được. Bước vô nói công nhận chùa này cũng được ghê. Cho nguyên cái phòng bự ghê. Chứ giữa có bàn thờ. Xung quanh mấy ông nào đứng tùm lum. Phật mà nói mấy ông nào đứng tùm lum, nó đâu biết gì đâu. Bởi vì sau lưng mình xăm con heo là phải. Hiểu rồi đó quý vị, hiểu rồi đó nghe. Nó cuối cùng xung quanh Phật nó ai đứng vậy? Trời ơi, Phật mà nói ai đứng. Đến chùa đó Phật mà nó còn không biết. Mấy ai đứng vậy? Bởi vì thấy ông nói ngày lễ phục vụ chúng sanh khó lắm. Toàn là chúng sanh cao cấp nhiều lắm. Hiểu chưa? Giang xong nói đây là Phật, Phật gì ngộ, nó cho Phật mà nói bất ngộ. Chứ Phật sao? Hỏi bằng thờ hỏi cái đó cái gì đốt đèn tùm lum, trời bằng thờ cố biết đó. Vậy bắt đầu lỡ lại Quan Âm nha. Vị coi. Cuối cùng hỏi cái nhà này là nhà gì? Là hộ niệm. Nó hộ niệm là nhà gì? Thì sao mà nhà đứa nói với chú giải thích rõ ràng cho nghe đi. Chứ có gì đâu mà giấu giếp. Ta văn sắp mình không mà. Ghen lắm đâu có gì đâu sợ. Nó nói đây là cái chỗ này nè. Tính ra năm ngoái không chết cũng chập mấy. Mồ hôi đổ giọt giọt xuống. Heo gà chạy. Chết vô quá chết. Có thằng nói cái gì? Gì? Chỗ này là sao? Nói chết trăm mấy chục người năm ngoái. Còn cấp Tết tới giờ 7 người nữa. Nam mô với Đà Phật. Đứng lên heo gà tóc chạy sạch nhách hết. Sợ xanh mặt xanh mày chứ. Kinh chưa? Gan quá trời gan luôn. Tướng tá hì hà bự con. Gà tuốt ngoài gốc cây ngoài kia. Không có cái nhà chứ nằm ngoài. Kêu mấy anh nó vô đây nằm. Nói thôi khỏi đi. Thầy thấy xăm heo gà vịt tùm lum. Tưởng đâu gan quá. Cuối cùng nó phòng hộ niệm là phòng hộ niệm là phòng gì? Ngon lành lắm. Cuối cùng nó năm ngoái chết con trăm mấy. Mồ hôi hột, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ giọt 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 xuống. Nó cuối cùng đi ra gốc cây ngoài nắng chang chang nằm ngoài đó ngủ. Đằng lại Quan Âm. Cuối cùng kêu vô đây nằm thôi, thôi khỏi đi, không có vô đó đâu. Bị thấy không? Cuối cùng đưa cái váy đòn. Nói bà già không? Lùng lùng yếu yếu không? Đâu có thấy đường gì đâu. Đâu biết chữ gì đâu. Không có nhìn được bản hộ niệm hộ gì hết. Bà vô bà nằm bà ngủ bật quạt rồi bà ngủ tới sáng ngon lành. Không có chuyện gì xảy ra. Còn năm thằng sợ quá ra gốc cây nằm ngoài. Lâu lâu nằm mấy chú nó nhìn thấy đứng lên nhìn nhìn cho mấy bà già. Tưởng đâu mấy bà già đây nằm có bị gì không á. Chàng ơi quý vị thấy bự xăm mình được cũng chưa chắc gan nó bị ơi. Nhắc hết nè. Thấy không? Nghe tính chết là xanh mày xanh mặt hết trơn á. Đó, đó là cái rõ ràng luôn á. Nên mình á, học đạo cái gì mình không hiểu mình hỏi. Chứ mình đừng có đi đến chùa mình làm tài hay. Cái gì mình làm tài hay là ưa thất bại lắm. Hình Phật mà hỏi hình ai đứng. Ngủ ghê. Nhiều người đến chùa lạ kinh khủng không biết bị. Có lần có người lại chùa hỏi cái thùng này thùng gì. Cho tôi leo nó ngồi được không? Vô duyên. Chứ thùng Tam Bảo tôi đồ leo lên ngồi.
Nên quý vị ơi, mình mà có con cái dẫn con cái đến chùa chỉ nó cái này cái kia quý vị, già cái đầu lớn trình bình cái đầu mà lỡ thấy cái chữ thùng tam bảo không biết thùng gì, thấy cái thùng nó cho thùng đẹp quá cho mượn ngồi chơi, nó cho vô duyên. Thấy không, không biết cái gì chứ nghe quý vị. Nó nên á, đi đến chùa mình nói căn bản cho người ta nghe để cho người ta hiểu, chứ cao siêu ai mà hiểu quý vị. Nên quý vị nghe hết trơn rồi đó, những điều đơn giản á, mà trong đó nó có Phật pháp đó, nó nhắc nhở mình cái gì, đi đến đâu không hiểu thì hỏi, phải sống có quy tắc, đi đến thì hỏi, đi về thì mình cũng chào, sống vậy nó có đạo đức một chút. Mình đi đến nhà người ta mà mình vô mình tu cái mình im ru, rồi xong mình đi về vậy thì nó cũng không hay. Ví dụ như hòa thượng mình không gặp được thì ai quản chúng ở đây, mình đến mình chào một cái, rồi mình đi về mình chào một cái, cái đó là cái lễ khi mình đi đến cái nơi của người ta. Vậy thì con người mình mới có duyên có phước. Hồi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc vậy ơi. Cười lên cái coi. Cười thêm cái nữa coi nào. Ha 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 ha. Hồi hước. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.